Đây là OnePlus 11, một con máy mà phải 3 tháng rồi mình mới có một cây duy nhất các bạn ạ. Và đây cũng là sản phẩm mà anh em yêu cầu mình làm khá nha. Không hiểu tại sao ở bên nước bạn cái con OnePlus 11 này nó lại hiếm đến như vậy. Một con máy mà flagship cũ, bây giờ giá nó không phải quá cao nữa, nhưng mà date của nó cũng... Nhưng mà cái thời gian ra mắt của con này thì cũng chỉ năm ngoái thôi, có nghĩa không phải là quá lâu. Mà tất cả những thành phần của nó vẫn cực kỳ cao cấp, đến từ con chip mạnh, đến từ camera xịn, đến từ khả năng hoàn thiện tốt, đến từ màn hình công nghệ lên tới LTPO thế hệ thứ 3. Đấy, thì trong cái mức giá là dưới 9 củ, bản gần như cao nhất các bạn nhé. Bản thấp nhất nó chỉ là 8128 thôi, con này lên tới là 16256. Đó, thì mình sẽ đánh giá lại cho các bạn về chiếc OnePlus 11 để sử dụng ở năm 2024 nhé. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhé. Đây cũng là màu sắc đặc trưng của OnePlus 11. Cái đời flagship OnePlus, màu của họ không bao giờ chói quá. Đấy, màu xanh này là một màu sắc đặc trưng luôn. Có logo 1 cộng ở giữa, có cụm camera, được làm cũng gọn thôi. Nhưng mà điểm nhấn thêm những cái họa tiết bóng này, hay là phía bên trong có những họa tiết li ti này, kiểu như là hạt cát vậy. Và có chữ Hasselblad, hạt kim tuyến chứ, sorry các bạn. Đó, chiếc điện thoại này hợp tác với Hasselblad luôn. Thì nó cũng là cái công nghệ mà Oppo dòng Find hay được sử dụng. Khung của này là khung kim loại nha, khung kim loại. Rồi, khung kim loại của nó cũng hơi phớt phớt màu xanh. Màn hình thì có vân tay ở phía dưới màn. Và ngoài ra thì chúng ta sử dụng cái kính cường lực là Victus. Con này mặc dù các bạn thấy này, cầm trong lòng tay không phải quá to, nhưng mà nó rất đầm các bạn nhé. Nó rất đầm luôn. Trọng lượng của nó khoảng tầm 205g. Đấy, kính trước Victus, kính sau thế hệ thứ 5. Và nó sử dụng hai sim vật lý, có tiêu chuẩn kháng nước nhẹ là IP64. Con OnePlus 11 này thì cũng rất may mắn khi mình lấy được phiên bản đã up ROM OxygenOS rồi. Đây là bản ROM quốc tế. Đấy, và nó lên được hẳn OxygenOS 14 luôn nha. Đây, Android 14 luôn. Với OxygenOS thì nó sẽ giúp cho các bạn là, thứ nhất, full tiếng Việt. Thực ra OnePlus nó đã sẵn tiếng Việt rồi. Thứ hai, sẵn tất cả dịch vụ Google. Và thứ ba, khả năng thông báo của nó sẽ ok hơn nhiều. Đó, một cây duy nhất thôi các bạn nhé. Về viền màn hình của OnePlus 11 thì nó cũng giống như những cái sản phẩm khác thôi. Đó, đây là cái hình nền màu tím thì tự động cái chủ đề của máy chuyển sang màu tím nhá. Nha, đây này, nó là màu tím này, nên tất cả mọi thứ sang màu tím, chứ không phải là màn hình nó kiểu màu như vậy. Màu màn hình nó sẽ là màu trắng như thế này nha. Và công nghệ màn hình trên OnePlus 11 nó lên tới là LTPO thế hệ thứ 3. Flood AMOLED 1 tỷ màu, tần số quét 120, độ sáng khoảng tầm là 1300 nitpick. Mà bình thường thì hầu hết các bạn chỉ thấy LTPO thế hệ thứ nhất hoặc LTPO thế hệ thứ 2. Trên kể cả những con kiểu 13 Ultra đi, nó cũng chỉ LTPO thế hệ thứ 2 thôi. LTPO thế hệ thứ 3 là công nghệ màn hình rất hiện đại, rất cao cấp, và chỉ một số ít máy mới được trang bị mà thôi. Chất lượng hiển thị thì mình nghĩ không việc gì phải bàn cả. OnePlus nó sẽ phù hợp cho anh em nào yêu thích kiểu màu khá chân thực một chút nhé. Kích thước đường chéo sẽ là 6,7 inch và độ phân giải màn hình cực kỳ cao, Quad HD cộng, khoảng 525 PPI. Đây sẽ là loa của OnePlus 11. Cũng ok các bạn ạ, không đến nỗi tệ đâu. Dù gì thì cái thời điểm mà ra mắt OnePlus 11, mình nhớ không nhầm, những con máy đầu tiên mà mình bán, cái loại mà vừa mới về Việt Nam nó đắt lắm, nó rơi khoảng 16 triệu tầm tầm đấy. Date nó thì mới chỉ 2023 thôi mà, cũng không phải là quá lâu. Ngoài việc đây là phiên bản OxygenOS thì cũng là phiên bản giữa, 16 trên 256GB. Chỉ duy nhất cái bản 128GB thì chúng ta sử dụng chuẩn bộ bên trong là 3.1. Còn bản 256GB đổ lên, nó sẽ sử dụng chuẩn bộ nhớ trong là 4.0, chuẩn bộ nhớ trong tốc độ cao nhất của Android bây giờ. Con chip thì nó sẽ là Snapdragon 8 Gen 2, nó vẫn là con chip quá ok. Đó, nhiều anh em còn bảo 8 Gen 2 có nhiệt độ ổn hơn cả 8 Gen 3 cơ. Đây là con chip mà gọi là top 2 của thế giới rồi, không vấn đề gì đâu. Các bạn sử dụng một thời gian dài cũng thoải mái thôi. GPU là 740, tiến trình 4 nanomet và có hỗ trợ 5G. OnePlus flagship thì mình nghĩ là cũng ít ai mua về để chơi game, nhưng mà
Nếu mà có dùng hiệu năng trên sản phẩm này thì nó cũng không vấn đề gì cả. Nó vẫn làm con chip cực kỳ mạnh các bạn nhé. Tiếp theo là về cam đi. Đó, ở phía trước thì chúng ta sử dụng camera selfie độ phân giải là 16 chấm. Cam selfie sản phẩm này thì bình thường, nhưng mà con này sẽ tập trung chủ yếu vào cam sau. Với 50 chấm chính, có chống rung quang học, 32 chấm là tele và 48 chấm là ultra wide, hợp tác với cả Hasselblad và có khả năng quay phim lên tới là 8K các bạn nhé. Zoom xa con này thì tối đa khoảng tầm là 2x thôi. Đó, nhưng mà do là cam tele số chấm cao nên là các bạn chụp kiểu chân dung các thứ ấy, nhìn nó rất là nét. Bức ảnh đầu tiên đây là chụp bằng 1x các bạn nhé, và giơ ngang ra. Điều kiện ánh sáng hôm nay thì nắng rất là gắt. Mình zoom vào những cái vùng mà nó hơi tối tối và nhiều chi tiết một xíu, gai nhẹ, rất nhẹ thôi. Còn lại thì ánh sáng mặt trời máy đã tự động giảm đi rồi để giúp cho cái bức ảnh nhìn nó không quá bị khó chịu. Đây là bức ảnh chụp bằng ống kính 2x các bạn nhé. Do là 32 chấm nên các bạn thấy nhìn nó rất nét. Mình đứng ở khoảng cách tương đối xa nhưng mà vẫn nét thôi, đầy đủ chi tiết, không bị bất cái gì cả, không bị thiếu, màu vẫn tươi. Đây là bức ảnh mà mình chụp gọi là linh tinh thôi. Chụp cận cảnh đuôi của một chiếc xe để cho các bạn xem được cái khả năng mà xóa phông của sản phẩm này. Mình không bật chân dung đâu, mình mới chỉ gọi là dí sát vào thôi để máy tự động xóa bằng phần mềm thôi. Đây cũng là chụp cận cảnh này. Camera trên con OnePlus 11 thì mình thấy là cách làm màu nó sẽ tương đối giống với Oppo, đẩy cái độ tươi nhiều lên một chút để cho cái bức ảnh nó kiểu sống động hơn. Khả năng quay phim Full HD và 60 của mình. Đó, mình sẽ để ở phía trên màn ảnh để cho các bạn cùng. Wow, đấy cái đoạn cuối này, khi mà chúng ta dơ sang trời nắng gắt nhá. Đây này mình sẽ tua lại. Đây nhá, chỗ này đang đoạn dâm này. Xong khi mình dơ thẳng máy lên trời, đó, tự động nó sẽ giảm sáng lại để thấy màu trời màu xanh. Nó chỉ hơi gai một tí thôi, kiểu làm chi tiết hơi gai một tí thôi. Còn lại màu sắc con này rất tươi luôn. Mặc dù là máy khá gọn các bạn nhé, cái phần này của nó chỉ có 74,1mm thôi, nhưng mà viên pin được trang bị nó cũng lên tới là 5000mAh rồi, và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 100W. 100W này thì là 100W SuperVox, các bạn có thể sử dụng chung với cả sạc của Realme hoặc là sử dụng chung sạc của Oppo đều được. Hơi tiếc trên con OnePlus 11 là chúng ta chưa có công nghệ sạc không dây hoặc là công nghệ sạc ngược cho những thiết bị khác. Đấy, còn lại thì với cái số tiền là dưới 9 củ nhá, đây lại còn là phiên bản Oxygen OS nữa, thông báo rất ok. Anh em nào mà muốn sử dụng ổn định lâu dài cũng được luôn. Đấy, con chip thì cũng mạnh rồi, camera thì cam sau Hasselblad quá ổn rồi, pin thì cũng 5000 rồi, sạc hỗ trợ thì cũng rất nhanh rồi, và cầm nắm của nó rất chắc chắn. Chỉ có một số những cái nhược điểm, ví dụ như là chưa có sạc không dây hoặc là chưa có công nghệ sạc ngược thôi. Các bạn nghĩ sao về OnePlus 11, một con máy mà cực kỳ hiếm mới có lại bên mình 3 tháng rồi. Các bạn xem những video gần nhất của mình là sẽ rõ, phải tầm 3 tháng rồi mình mới có chiếc điện thoại này. Rồi, tất cả sản phẩm trên tay mình đều có bán nhé, có thể nhắn tin qua bên mình ở Facebook, Zalo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.